vai ác quỷ sinh ra từ Ikki. Anh ta là một trong hai nhân vật chính, ban đầu có phần nào đó tà ác, nhưng về sau vai lại chính là một nhân vật vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của Ikki. Vai được sinh ra trong quá khứ khi Ikki muốn bảo vệ gia đình của mình, hay chính xác là người cha Genta Igarashi đang bị chiếm hữu bởi Vel và muốn tàn sát gia đình của anh. Trong Happy Spa đang cháy rụi, anh đã ký khế ước với ác ma để đánh bại tên ác quỷ đang chiếm cơ thể của cha mình. Nó cũng mang lại một khế ước với anh đã quên đi ký ức về thảm họa này, cũng như có một hợp đồng bí ẩn giữa anh và vai đã được thực hiện. Nó là gì và nó ảnh hưởng như thế nào tới quá trình bảo vệ mọi người của Ikki trong suốt của hành trình trong series của Revive? Vai khác hoàn toàn với sự vị tha và tốt bụng của Ikki. Anh ấy là một quái vật tinh quái, luôn hít khoa trương và tỏ ra mình là một nhân vật chính thực sự trong series, phá vỡ bức tường thứ tư để nói chuyện trực tiếp với người hâm mộ. Anh ta ban đầu là một kẻ ích kỷ và lừa lọc Ikki, nói ra những câu đầy giả dối như giả vờ tấn công mẹ Ikki khi anh ta đã bị vô hiệu hóa bằng chính sức mạnh của Revive, không thể nào tấn công những người khác nữa. Mặc dù với tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng anh ta cũng phần nào nhận ra được bản chất cũng như bản thân mình luôn phụ thuộc vào Ikki, sẵn sàng bảo vệ những người thân của cậu, vì nếu không làm vậy, Ikki sẽ tự làm hại bản thân của mình. Dần dần, Vai cũng đã thay đổi, sống cùng với gia đình Igarashi, chuyển hóa khẩu phần ăn của mình sang khẩu phần ăn những món ăn cơ bản mà con người vẫn hay sử dụng. Ban đầu, mối quan hệ này phần nào là sự thúc ép từ phía của Ikki, nhưng dần nó là mối quan hệ giữa hai cộng sự, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh tất cả mọi thứ cho nhau. Phần nào trong quá trình phát triển của Vai cũng cho chúng ta thấy về một ác quỷ hay chính xác chỉ là một đứa trẻ được sinh ra mà không được huấn luyện và dạy dỗ đúng cách. Nó cần có một quá trình phát triển. Dần Ikki đã biến Vai từ một con quái vật, một ác quỷ, trở thành một gia đình trong gia đình Igarashi. Một quá trình phát triển vô cùng hay và thú vị về một nhân vật không phải con người trong series Kamen Rider.